Giờ đây, khi đối diện với pháp luật, Nguyễn Thị Nguyễn, 27 tuổi, quê Cà Mau, mới tỏ ra hối hận cho hành vi phạm tội của mình, nhưng đã muộn. Ngày 16 tháng 1 năm 2021, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thị Nguyễn để điều tra xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản do Nguyễn gây ra với một thiếu nữ trên địa bàn. Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 8 đến tháng 9 năm 2020, Nguyễn lúc này tạm trú tại xã Cado, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, sử dụng tài khoản Zalo tên Linh Nhi BDS kết bạn với tài khoản Zalo của thiếu nữ 19 tuổi tạm trú tại thành phố Đà Lạt. Đến ngày 11 tháng 1 năm 2021, Nguyễn dùng tài khoản Zalo tự xưng là nữ trò chuyện và đưa ra đề nghị chat sex, khỏa thân kích dục qua video với thiếu nữ. Nguyễn dụ dỗ nếu thiếu nữ đồng ý chat sex sẽ trả công tương đương một điện thoại di động iPhone 12. Thiếu nữ đồng ý và đã khỏa thân gọi video call cho Nguyễn thông qua tài khoản Zalo Linh Nhi BDS với tổng số 4 cuộc gọi video call. Trong lúc chat sex, Nguyễn đã sử dụng phần mềm quay lại màn hình điện thoại để ghi lại hình ảnh khỏa thân của thiếu nữ qua video call. Sau khi chat sex xong, cô gái đòi Nguyễn trả tiền theo thỏa thuận nhưng Nguyễn không đồng ý, đồng thời giễu cợt cô gái. Tiếp đó, Nguyễn đe dọa sẽ bán video clip chứa hình ảnh khỏa thân kích dục của cô gái, buộc cô phải trả tiền cho Nguyễn. Do lo sợ hình ảnh khỏa thân của mình bị phát tán, thiếu nữ đã đề nghị được mua lại 4 đoạn video clip này với mức 20 triệu đồng. Sáng ngày 12 tháng 1, cô gái đã đến một ngân hàng tại Đà Lạt gửi trước vào tài khoản của Nguyễn 1 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Nguyễn đến trụ ATM tại khu công nghiệp Long Thành, tỉnh Đồng Nai rút số tiền 900.000 đồng và đã tiêu xài sử dụng cá nhân hết số tiền này. Đến ngày 14 tháng 1 năm 2021, do lo sợ bị phát hiện và sợ công an điều tra nên Nguyễn đã xóa tài khoản Zalo tên Linh Nhi BDS. Tuy nhiên, mối lo của Nguyễn đã thành hiện thực. Sau khi nhận được tin tố giác của nạn nhân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra xác minh và bắt Nguyễn trong chiều ngày 14 tháng 1 tại Đồng Nai và di lý về Lâm Đồng xử lý. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.